Con cây của em cũng còn mong mong ý nè. Tôi vừa nãy em massage em không 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 có em massage em cơ móng tay em không chạm một người em đi gì được. Cắt thì sâu sâu vào tí nữa. Anh là làm việc anh bấm bằng phím máy tính nhiều nên là nó dùng thịt nhiều thôi. Em làm kỹ cẩn thận hết này. Lần sau gọi số em gọi em nhà gọi theo số rồi gọi cho tôi. À, thế à. À, không gọi được. Anh ơi, hai lần thì thấy em làm là cẩn thận nhất. Đa số ở đây chắc còn trẻ đấy, 30 xin làm khéo và em làm cẩn thận đấy, nhưng mà tiếc là không gọi theo ấy nhỉ, gọi theo tour xoay vòng thì rồi để trước anh đến đây 2 lần các bạn gội đầu massage vai gáy không thấy không cẩn thận bằng em gội đầu, massage có cả massage cẩn thận luôn, nếu thêm massage vai gáy thì chắc là em làm thích hơn các bạn ấy. Ừ, nhưng mà đổi xong em báo luôn không được. Ví dụ như chẳng may mà anh gội đầu như anh ấy. À anh cắt tóc xong anh lại muốn gội đầu thì chắc là phải được chứ. Thì các bạn, anh cắt xong các bạn cũng xả qua xanh nhỉ? Được rồi. Các bạn cắt thì xả qua xanh luôn. Với anh tưởng là phải có linh động, nhưng mà mình muốn thêm thì càng. Được rồi, được. Thank you.